Chiều ngày 19 tháng 4, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với huyện Văn Chấn về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép theo kế hoạch số 191 của tỉnh ủy. Năm 2021, huyện Văn Chấn có 124 trường hợp tảo hôn, 2 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, trong đó 36 cặp tảo hôn, 85 trường hợp là đồng bào dân tộc Mông, 33 trường hợp dân tộc Dao, 1 trường hợp dân tộc Khơ Mú, 2 trường hợp dân tộc Tày. Trong 3 tháng đầu năm 2022, không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn là công tác tuyên truyền vận động, thực hiện chính sách pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, mức xử lý vi phạm còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Cùng với đó, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép còn nhiều hạn chế. Về xuất nhập cảnh trái phép, từ tháng 4 năm 2020 đến 15 tháng 3 năm 2022, huyện Văn Chấn có 12 trường hợp xuất cảnh sang Trung Quốc. Nguyên nhân là người trong độ tuổi lao động, không có việc làm, thu nhập không ổn định, nhận thức hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương huyện Văn Chấn cần vào cuộc mạnh mẽ, chú trọng nhân rộng mô hình điểm, mô hình chuyên đề về không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép, tập trung tuyên truyền về nhóm đối tượng là thanh thiếu niên, không đi học và không có việc làm ổn định, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đúng quy định của pháp luật, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện ngay từ cơ sở.